Sau thời gian trầm lắng, sức mua hàng Tết ở nhiều hệ thống siêu thị tại Đà Nẵng đã tăng nhiệt. Các nhà bán lẻ kỳ vọng với xu hướng người dân ít đi du lịch, sức mua sẽ khởi sắc hơn trong tháng cao điểm phục vụ thị trường Tết này. Để chuẩn bị cho thị trường Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, Co-op Mart Đà Nẵng đã dự trữ nguồn hàng hóa thiết yếu với tổng giá trị hơn 80 tỷ đồng, tăng gần 20% so với năm trước. Ngay từ giữa năm, hệ thống bán lẻ này đã có kế hoạch phối hợp với các đơn vị sản xuất, nhà cung cấp chuẩn bị kế hoạch tăng cường lượng hàng thiết yếu lên từ 2 đến 3 lần. Trong đó, phần lớn ngân sách ưu tiên đầu tư cho trữ lượng các nhóm hàng thiết yếu ngày Tết. Và chúng tôi sẽ có chương trình áp dụng khuyến mãi từ 10 đến 15% tùy theo cái trị giá mua hàng của khách hàng để cho một số khách hàng cũng như là các doanh nghiệp ở Đà Nẵng của mình, người ta sẽ có thể cơ hội và có thể mua được cho công nhân để người ta trong cái dịp Tết này. Ghi nhận tại các hệ thống siêu thị trong những ngày nghỉ Tết dương lịch, lượng khách hàng đã đông đảo hơn các tuần trước đó. Ngoài lựa chọn các sản phẩm tiêu dùng cơ bản, nhiều người bắt đầu mua sắm Tết với các mặt hàng như hạt dưa, mứt, bánh kẹo. Giữa cái Tết Tây và Tết Âm là nó cũng cận kề, cách nhau một tháng, cho nên là cô cũng tranh thủ để mà cô mua sắm một ít đồ dùng vật dụng trong gia đình với là một số đồ dùng để chuẩn bị cho ngày Tết. Trước nỗi lo tăng giá dịp Tết và dịch có thể trở lại gây khó cho cung ứng hàng, theo đại diện siêu thị Go Đà Nẵng, nhờ đã làm việc với các nhà cung ứng lớn ngay từ thời điểm tháng 9, tháng 10 và chốt sản lượng cho tất cả các mặt hàng chủ lực dịp Tết Nguyên Đán, nên nguồn cung sẽ không thiếu, giá bán sẽ ổn định. Hiện các đơn vị bán lẻ đã bắt đầu khởi động chương trình bán hàng Tết 4 tuần với hàng loạt chương trình khuyến mãi liên tục đã giúp sức mua khởi sắc. Chúng tôi đã chuẩn bị cho một cái Tết với một cái sản lượng tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù là chúng tôi biết là cái vấn đề dịch bệnh nó cũng sẽ có nguy cơ trở lại, nhưng mà với cái niềm tin rằng là nhu cầu khách hàng vào mùa Tết mong một cái Tết đầy và đủ thì tất cả các khách hàng đều tới đây để mua sắm. Tại các chợ truyền thống, cửa hàng tạp hóa, hàng Tết cũng đã lên kệ. Dù sức mua không được khả quan như các kênh bán lẻ hiện đại, nhưng tiểu thương kinh doanh tại chợ vẫn kỳ vọng tình hình sẽ khởi sắc hơn từ sau rằm tháng Chạp. Rằm tháng 12, 15 tháng 12 ấm á. Bắt đầu họ mới đi mua, còn trừ là trời chưa mua đâu. Dự báo nhu cầu mua sắm từ nay đến Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 sẽ tăng lên. Tuy nhiên, với nguồn cung hàng hóa dồi dào cùng với nỗ lực của các ngành chức năng trong kiểm soát hoạt động kinh doanh sẽ đảm bảo thị trường ổn định để người dân yên tâm mua sắm.